Xin chào tất cả vị khách hàng. Và ngày hôm nay ở trong video này thì mình muốn tâm tình với vị khách hàng về ba vấn đề thời gian vừa qua khách hàng quan tâm, đặc biệt những khách hàng mà mua bán hàng trên mạng, đặc biệt là với sản phẩm Vita này ở bên mình. Thì đó là vấn đề đầu tiên, là vấn đề đóng gói hàng như thế nào. Thứ hai là vấn đề vận chuyển và cước vận chuyển, tại sao lại cái phí nó lại không được như mình các sản phẩm bình thường khác. Và thứ ba đó là về vấn đề đặt cọc. Thì vấn đề đầu tiên đóng gói hàng thì đây ạ, cái thùng hàng bên mình sẽ đặt một cái thùng hàng giấy bìa cắt tông rất là dày, và khi đóng hàng có chèn xốp thì mình có làm cái video để xem cách đóng hàng rồi, thì quý vị có thể xem ở trong video trên YouTube này bằng cách tìm từ khóa là cách đóng gói hàng đi tay sắt. Tuy nhiên thì có vừa rồi có một bác khách hàng, bác ấy có tâm tình là nên đóng một mình cây đàn để mà người ta biết là cây đàn thì người ta sẽ nhẹ tay hơn, thì cũng là một ý kiến. Thì bên mình trước mắt là đóng cho bác đi thôi, đóng cái gói để cho bác đi đây ở bên trong được chèn xốp. Thì ở đây là mình muốn nói về vấn đề đóng hàng, thì bên mình luôn cố gắng để mà cái cây đàn để tay khách hàng an toàn nhất. Và tuy nhiên thì nhiều khách hàng cũng biết rồi, cái cách vận chuyển hàng thì nhiều khi người ta cũng không được cẩn thận cho lắm, thì cũng có một vài phần trăm tỷ lệ rủi ro khi mà vận chuyển. Thì cái này ấy, khi mà khách hàng nhận được hàng mà thấy phát hiện vấn đề nứt vỡ do vận chuyển, ngay lập tức hãy liên hệ lại bên mình qua số điện thoại chính, đó là 0936 984 989. Về vấn đề này thì bên mình sẽ hỗ trợ đổi lại một cái đàn khác để khách hàng yên tâm. Đó là vấn đề đóng hàng. Thứ hai là vấn đề vận chuyển và phí vận chuyển. Thì như quý vị thấy ở đây thì cái thùng hàng đàn guitar sau khi được cho vào thùng đây, sau khi cho vào thùng hàng nó sẽ rất đây, nó dài đúng không? Đó, và bên mình đo được thì nó dài hơn 1 mét, rộng tầm khoảng nửa mét và cao dày. Thì từ cái kích thước này họ nhân 3 cái chiều rộng kích thước này ra, sau đó họ chia ra và tính ra quy đổi được cân nặng, chứ không phải là họ tính theo cân nặng của đàn. Một cái đàn nó chỉ nặng tầm 3-4 cân thôi, và phí ship nếu mà tính theo cân của nó thì nó chỉ rơi vào tầm 4-50 là cùng, nhưng mà khi đóng hàng họ tính theo kích thước, vì vậy thì cái phí ship nó sẽ cao hơn. Thời điểm hiện tại thì nó sẽ dao động từ 100.000 cho đến 170.000. Đây là năm 2018 theo cái phí quy định hiện hành của họ. Thì như vậy tùy vào càng khu vực càng gần với cái địa điểm cửa hàng thì sẽ càng rẻ, ví dụ Hà Nội thì là tầm 100.000 đó, ví dụ như vậy. Đấy là về phí vận chuyển, nên là quý khách hàng đừng có thắc mắc rằng là tại sao đắt như vậy, tại sao quần áo nó lại rẻ hơn. Thì thực ra là một cái thùng này có thể chuyển được cả vài chục bộ quần áo ấy. Nên là chúng ta thấy là nó không phải đắt rẻ ở đây, mà là do là cái phí chung thôi. Đây là quy định thì không đắt rẻ ở đây cả, đúng không ạ? Đấy là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là vấn đề là đặt cọc. Thì thực ra vấn đề này là vấn đề rất là nhạy cảm, vì là thời gian vừa qua thì tình trạng mua bán online thì chỗ này lừa chỗ kia, rồi người này lừa người kia, thì đúng là khách hàng cần cảnh giác. Tuy nhiên thì cái này thì cũng muốn tâm tình với khách hàng là thực ra thì bên mình trước đây bán hàng là cũng không có yêu cầu đặt cọc. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì cũng có một vài bên này bên kia, rồi khách hàng này hàng kia họ giả vờ là khách hàng, sau đó mua hàng rồi hủy, rồi bên mình này phải trả tiền cước. Mà quý vị thấy vừa rồi mình có nói tiền cước nó từ 100 đến 170.000, và tính cả hai chiều nó vào tối đa nó đã lên đến khoảng 350, thì đó là một chi phí không rẻ. Vì vậy là bên mình chỉ muốn đặt cọc 100 hay 150 để đảm bảo rằng khách hàng nó sẽ lấy, hoặc nhỡ ra khách hàng có thay đổi thì bên mình cũng có một chút gọi là để cho cái chi phí dẫn cho chi phí đóng hàng thì thôi, nó không phải là chi là rẻ đấy, để khách hàng hiểu. Và thứ hai nữa là thế thì đặt cọc rồi thì bên mình có chạy trốn hay là có bùng không. Thì vấn đề này thì rõ ràng là chỉ có những cái nơi mà họ không có cơ sở rõ ràng thì họ mới bùng được như vậy thôi. Còn bên mình thì đã làm 3-4 năm rồi, uy tín cũng có và nhiều khách hàng cũng biết rồi. Nếu bây giờ mình chỉ cần làm sai một cái, mọi người có thể lên đây bình luận là bên này làm ăn vớ vẩn, rồi lên trên Facebook của mình nói là ông này bán hàng linh tinh, thế thì những người khác họ đọc thì họ sẽ không muốn mua nữa, thì rõ ràng bên mình đóng cửa sớm thôi. Nên chắc chắn bên mình sẽ không vì một vài chục của quý vị mà đặt cọc xong rồi bùng như kiểu như vậy đâu. Và video này sẽ có nhiều người mua, và nếu mà có cần một vài comment nói rằng là bên này làm ăn vớ vẩn là quý vị biết là bên mình làm thế nào rồi. Còn tuy nhiên những bạn nào mà chưa mua hàng mà lại vào bản làm ăn vớ vẩn thì bên mình sẽ làm việc đến nơi tận cùng luôn. Thì bên mình trước giờ chưa bùng của ai cái gì bao giờ cả, chỉ có một vài khách hàng đã bùng bên mình thôi, bên mình chấp nhận nhưng không sao đó. Thì đấy là mình muốn tâm tình như vậy. Thì để đấy, quan trọng nữa là một điều là xem mặt thì bắt hình dong thôi, xem mặt này thì cũng khó khó mà đi lừa được, ok chưa? Và Facebook của mình nếu mà các bạn cần xem thì là Facebook là Nam David Trần, Nam David Trần chứ không giấu hết, tức là Nam này, cách
chữ GD, A, V, I, D, cách trần viết không dấu, nam đã viết trần viết không dấu, là sẽ ra cái Facebook của mình, hoặc là tìm ra số điện thoại là 01666 966 188 thì là cũng sẽ ra Facebook của mình. Nếu mà trong thời gian tới bên bưu điện bên Viettel đổi số điện thoại thì vẫn có thể tìm số này, thì vẫn ra được vì đây là số mình đăng ký tài khoản Facebook rồi. Ok chưa? Đó, thì cả Zalo mình cũng dùng số này luôn, cả số 0936984989. Có cả Zalo, tất cả mọi thứ thì thông tin khách hàng cứ xem bên mình làm việc thế nào, nếu uy tín thì không lo bụng, thì lúc đó đặt cọc 100-200 chắc cũng không phải vấn đề đúng không? Ok, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại trong các video khác.